Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình quay video hướng dẫn các bạn là cách đặt các vị trí quân cờ trên một bàn cờ tướng. Trên tay mình đây là một một bộ quân cờ của hai bên màu đen và cả màu đỏ. Còn đây là bàn cờ. Bàn cờ tướng thì nó chia ra làm các ô vuông như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là chiều rộng. Còn chiều dài thì có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cũng là 8, 16 ô. Ở giữa đây thì có mấy ngăn cách gọi là sông. Đây, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đặt các quân cờ cho đúng nhé. Mình sẽ bây giờ sẽ nói qua luôn các vị trí tên đặt quân cờ. Vị trí này là quân xe, quân mã, quân tịnh, quân sĩ, quân tướng, quân sĩ, quân tịnh, tượng gọi là tượng ấy, gọi là tịnh, quân mã, quân xe, và bên kia cũng như vậy. Còn ở trên này thì có con hai cột pháo bên cạnh được đánh dấu tròn ô hoa này, và các vị trí của nó đây là những con tốt. 1, 2, 3, 4, 5 là có 5 con tốt ở trên bàn cờ tướng này. Và bây giờ mình sẽ đặt nhé. Mình sẽ đặt bên xanh trước, bên đen này trước này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ đặt quân tướng trước. Đây, quân tướng này các bạn này, nhìn nó sự khác biệt hoàn toàn luôn. Mình sẽ đặt vào đây, vị trí của tướng ở giữa và phần cuối cùng ở giữa của đối chiếu của hai bên này. Đấy, bây giờ mình đặt đây bên này nhá. Mình sẽ đặt quân bây giờ mình sẽ đặt quân sĩ bên cạnh quân tướng ở phía bên tay phải mình. Đấy, quân sĩ qua đây gọi bảo vệ, gọi là gác bên cạnh. Đây, quân sĩ bên này, hai bên. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ đặt hai quân tượng. Mình sẽ đặt hai quân tượng hai bên luôn, hai bên cạnh quân sĩ này. Đây là quân tượng này. Tiếp theo mình sẽ đặt quân mã hai bên, bên cạnh của hai con tượng này. Quân mã đây các bạn nhé, đặt vào đây. Mình tìm quân mã nữa, đặt hai bên đối chiếu ngang nhau này, dọc ở dưới cuối này. Bây giờ mình sẽ đặt hai bên của hai con xe, con xe này. Đấy, đây là con xe các bạn nhé, nhìn nó khác biệt luôn. Ở hai bên. Đây, dòng cuối cùng là mình đặt các quân tướng cuối cùng ở hai bên rồi. Và bây giờ mình sẽ đặt phía trên này là hai quân pháo. Đây là hai quân pháo các bạn nhé. Đây là hai quân pháo này. Đây, bây giờ mình sẽ đặt hai quân pháo. Đây, hai bên này đều của hai đấu có đánh dấu hoa văn đây rồi. Và bây giờ mình sẽ đặt những quân tốt của những cái ô tròn đây. Đây là quân tốt các bạn nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy, mình đã đặt hết các vị trí của quân viên màu đen rồi. Và bây giờ mình sẽ đặt viên màu bên đỏ. Cũng như là bên đen kia, mình sẽ đặt các quân chỉ là khắc màu thôi các bạn nhé, chỉ khắc màu thôi. Bây giờ mình sẽ đặt quân tướng trước, quân tướng bên đỏ đây các bạn nhé. Mình đặt ở giữa đối chiếu với này quân tướng ở bên đen bên kia. Và bây giờ là tiếp theo là quân sĩ đây các bạn nhé. Đây, quân sĩ bên cạnh này để bảo vệ, gọi là bảo vệ quân tướng đấy. Mình sẽ đặt hai bên đây. Bây giờ tiếp theo là quân tượng. Quân tượng đây các bạn nhé. Đây là quân tượng này. Đặt là hai bên.
cũng sống ở bên bên đen kia. Đấy, mình đặt cái con tượng bên này. Và tiếp theo đó là con mã. Con mã đây các bạn nhé. Chỉ giống bên kia, con mã bên này giống nhau nhưng mà chỉ khác là màu thôi. Mình đặt lốt con mã bên này. Bây giờ tiếp theo là con xe. Bản cờ này mình rất là thích luôn. Hoa văn các thứ là cũng đường nét rất là rõ ràng. Mình rất thích bản cờ tướng này. Bây giờ mình sẽ đặt quân pháo. Hai bên hoa này người ta đánh dấu các bạn này. Đấy. Đây mình sẽ đặt quân pháo ở đây. Và tiếp theo cuối cùng đó chính là mình đặt những quân tốt ở phía trên. Bên cạnh mà trên của quân pháo này. Quân tốt là được nhiều quân nhất. Đó. Bạn nhìn thấy chưa? Đây là một bàn cờ tướng này. Bên màu đỏ và bên màu đen. Đấy. Bây giờ mình sẽ đọc lại các quân nhé, vị trí của trên bàn cờ tướng. Đây là quân xe, quân mã, quân tượng, quân sĩ, quân tướng, sĩ, tượng, mã, xe. Phía trên đó chính là hai quân pháo, và phía trên hàng trên nữa là những quân tốt 1 2 3 4 5. Đấy, cũng bên kia cũng như vậy. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lướt đi của những quân cờ này nhá. Quân thứ nhất là quân mình sẽ nói phía trên trước. Quân tốt ấy, thì di chuyển lên được một một hàng ô vuông, di chuyển chỉ có được phép di chuyển từng từng lên lên từng từng trên này một. Khi mà các bạn sang sông, đấy cái đây gọi là sang sông này, thì các bạn có tốt này có thể ăn bất cứ quân nào bên cạnh nó. Đấy, quân này đi sang này ăn bất cứ và đi hướng nào, đi ngang hoặc dọc, đi ngang hoặc dọc các bạn nhé. Chỉ có phép được sang bên sông bên này thì mới được đi ngang, đi thẳng, đi ngang này, đi thẳng, chứ không được đi chéo và đi được kiểu khác. Chỉ có hai kiểu thôi, đi ngang sang và đi thẳng lên. Đấy, thẳng tiến, không được đi lùi. Đây là vị trí đứng của quân tốt và cách di chuyển và được phép di chuyển của quân tốt. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ nói thêm một quân pháo. Con pháo ở vị trí này và có được phép là cũng di chuyển giống tự gần giống như con tốt, nhưng nó đi có thể là đi, nếu như không có quân phía trước ngăn cản, nó có thể đi thẳng xuống dưới ngang bất cứ chỗ nào mà không vướng phải. Nếu ví dụ như con đây có pháo nha, có thể đi được trên đây này, con đi tới đây thôi. Đấy, đi được đến, đi tới tận lên trên đây và không đi được nữa. Và cái chức năng ăn của con pháo này là cách một quân, bất cứ quân nào đây, cách đây có thể ăn được con mã này, con mã đấy, đây có thể ăn được con mã này. Hoặc nếu ăn được con này rồi và được phép tiếp tục đi ấy, thì có thể ăn ngang cách một con, có thể ăn con này, hai con này, ăn con mã bên cạnh kia, có thể là đi ngang này, đi thẳng này, đi xuống đi lùi được. Đấy, đây là còn đến nước ăn nhé, đây là cách một quân có thể ăn được một phía trên và lúc đi. Và mình vừa hướng dẫn các bạn là cách di chuyển của con pháo và cách ăn những quân đối phương là như vậy. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang là hướng dẫn các bạn là cách đi con xe. Con xe này, đây là một con xe các bạn nhé. Nó có thể đi đi ngang hoặc là đi thẳng tiến, đi lùi và ăn quân đối phương, bất cứ đối phương nào nó cũng có thể ăn được. Đây, bây giờ mình sẽ di chuyển con xe này đi. Đây, đi xe thì không được, nó đi vì nếu vướng con này, quân nào trước mặt đối phương có thể ăn được. Hoặc là đi
mà không vướng cô nào thì được, thì có thể đấy, ví dụ đó là cái xe này có thể đi tới đây thôi và có thể đi lùi chứ không thể đi ngang được nữa, tại vì nó vướng con pháo này và con tốt này đấy. Đây là cách di chuyển của nó. Và ăn thì là ăn đối phương, bất cứ đối phương trước mặt hoặc là ngang có thể ăn được đấy. Mình vừa hướng dẫn các bạn là cách ăn đi giữ hướng di chuyển của con xe. Còn bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách di chuyển con mã. Đây là một con mã đây, vị trí nó đây và nó đi hình chữ L đây, đi hình chữ L nhé các bạn nhé, đi như này. Đây là con mã có thể đi lên trên này đấy, hoặc có thể đi chéo lên đây đấy. Nếu như con mã mà đi chéo tiếp theo lên đây thì không được, tại vì nó vướng con tốt này, nhưng nó có thể đi được chỗ này và không vướng ở chỗ nào nữa đấy. Đây các bạn đây nha, đây là mình hướng dẫn các bạn cách di chuyển đấy của con mã. Cách di chuyển của con mã đến đâu là cách ăn của nó đến đấy. Ăn của đối phương, ví dụ như là con mã đang ở đây thì có thể ăn được con tốt này và con tốt ở bên đây đấy. Nó có thể di chuyển được sang bên này hoặc là sang bên này, chéo hình chữ L đấy, hình chữ L. Con mã của bên này cũng như vậy đó, có thể đi giật lùi và có thể đi tiến và không vướng bất cứ con nào nữa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách di chuyển quân tích. Cách di chuyển của quân tích đến đâu thì là có thể ăn đối phương bất cứ từ đâu, nhưng trong phạm vi là đi chéo hai ô đây, có thể lên đây di chuyển chéo hoặc có thể lên đây, có thể lên đây đó, có thể di chuyển chéo trong bộ khung, trong cái phạm vi của bên bên cờ đỏ thôi, chứ không thể đi sang được đối phương. Đó, nó là như thế. Cái này quân tích này thì bảo vệ quân tướng này chủ yếu này và quân sĩ này. Nói chung là quân đối phương đi mà ở đâu vị trí này nó có thể ăn đấy, đi lúc đi của nó à, đi đến đâu là ăn quân đối phương này đấy. Và quân sĩ là mình bây giờ nói tiếp theo quân sĩ. Ở đây là quân sĩ đấy, các bạn này, là đứng chia cạnh bên cạnh của quân tướng đây để bảo vệ quân tướng này. Nó cách di chuyển của nó là đi chéo, trong bốn ô, trong cái góc ô vuông này, trong bốn ô vuông này đây đấy, có thể đi chéo đấy, đi chéo đến đâu nếu mà quân đối phương đang ở đấy. Ở đây ví dụ quân đối phương đang ở đây mà con sĩ đang ở đây là ăn được quân, ăn con pháo này đấy, là mục đích là nó bảo vệ cái con tướng này đấy là chủ yếu. Còn dãy bên này cũng như vậy, dãy bên này bên 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 đỏ dãy bên tay trái bên này cũng thế. Và cách di chuyển của bên đen cũng giống ở bên con đỏ, không khác gì nhau đấy. Và bây giờ có những cái lướt đi là chơi cờ tướng giỏi là ăn làm sao chiếu tướng để cho hết cờ là mục đích của hai bên. Có loại cờ úp và có loại cờ cờ úp và loại cờ được biết hết như này trên mặt của quân cờ này, và có loại cờ có nhiều loại thế cờ khác nhau. Và các đối thủ mục đích là làm sao chiêu tướng được quân tượng tướng kia hết lướt đi thì là chiến thắng đó. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình vừa hướng dẫn các bạn là cách đặt đọc tên các quân cờ và đặt các quân cờ trên bàn cờ tướng này, và cách di chuyển và cách ăn quân của đối phương. Video lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là chiến thuật để bắt xe, bắt pháo hoặc bắt mã, bắt sĩ hoặc là bắt tịnh nó tốt đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn là một ngày mới là thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.